Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh món chay của mẹ quê. Hôm nay lại là một món chay từ nấm nữa nha. Đó chính là nấm chiên bơ. Món chay này ăn vừa ngon, làm vừa dễ. Quý cô bác ăn với cơm cũng được, ăn với bánh mì cũng ngon. Bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì nấm vừa dai vừa ngọt. Nếu quý cô bác thấy thích món nấm chiên bơ thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu thì siêu đơn giản luôn. Quý cô bác có thể dùng nấm bào ngư, nấm rơm, nấm đùi gà hoặc là các loại nấm khác đều được nha. Cà chua bi và bông hẹ em để trang trí. Rong biển thì quý cô bác dùng loại nào cũng được, nhưng mà có rong biển thì nó mới thơm ngon. Bột chiên giòn thì dùng loại nào cũng được nha. Một ít gia vị gồm đường, hạt niêm chay, cà rốt băm nhỏ, không thể nào thiếu đó chính là bơ lạc. Thêm dầu ăn và nước mắm chay nữa. Nguyên liệu đã xong rồi đấy ạ. Bây giờ quý cô bác làm với em nha. Nấm sau khi mua về rửa sạch thì em xé nhỏ thành những miếng nhỏ vừa ăn. Nấm em đã xé xong, băm nhỏ rong biển. 50g bột thì em dùng 1 muỗng canh rong biển. Quý cô bác dùng rong biển loại nào cũng được. Em cho vào đây nước lọc và cho từ từ, vừa cho vừa khuấy. Khi nào thấy bột sền sệt là được ạ. Sau đó cho nấm bào ngư đã xé vào, trộn đều, cho miếng nấm thấm đều bột. Em chuẩn bị một chảo dầu, sau đó thì cho nấm nhúng bột vào và bắt đầu chiên cho chúng vàng lên. Chiên nấm đến khi nào thật là vàng giòn. Như thế này mới được đây ạ. Như vậy là em chuẩn bị vớt ra rồi nè. Nấm khi chiên xong, mùi rong biển rất là thơm. Bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì dai dai. Làm sốt bơ thì em dùng 2 muỗng cà phê bơ lạc, 1 muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt niêm chay và một ít cà rốt băm nhỏ. Khuấy đều tan gia vị thì em cho nấm vào, đảo đều nữa là xong. Nấm chiên bơ như vậy là đã hoàn thành. Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị hoa để trang trí nha. Hoa hôm nay em làm từ cà chua bi và bông hẹ. Làm hoa cũng rất đơn giản. Chia quả cà chua bi ra 4 phần bằng nhau và cắt xuống khoảng nửa trái. Chỉ cắt lạng cái phần da bên ngoài thôi, còn cái phần thịt bên trong không có cắt sâu quá. Như vậy đã được một cánh hoa rồi nè. Rất nhanh gọn và đơn giản phải không quý cô bác? Những cánh hoa tiếp theo thì cứ làm y như vậy là được ạ. Dùng que tre hoặc là chiếc đũa nhỏ chọc thủng một lỗ ở đầu cà chua bi. Rồi bây giờ thì ghim cọng hẹ vào. Như vậy đã có một cái bông hoa rồi nè. Phần trang trí em chỉ gợi ý như vậy thôi, còn quý cô bác có thể trang trí tùy theo sở thích của mình. Bày nấm ra đĩa nữa là xong rồi. Món này đã vừa ăn cho nên không cần chấm. Quý cô bác muốn cay thì có thể chấm thêm một ít tương ớt ạ. Món này ăn cơm rất ngon, ăn bún cũng được mà ăn bánh mì cũng ngon. Rất cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video nha. Và chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ạ.